Anh đã tự làm khổ anh.
một thiên đường trong những trời ơi mong đã bay cao nhàn ngò trong sương khó và khi còn lại rồi đây có còn lại gì không? Hai sẽ mặc tất cả những gì anh nào? Cho mùa xuân mù yếm ngoài chân trời xa chăng? Cho anh một mình ôm lấy nỗi cô đơn. Thưa thiện ơi, kìa, nhà ngươi là ai mà tay mang triền chết già chiếc non che phủ cả mặt mày? Dạ, tôi được lệnh đến đây để đưa tiểu thơ về Mông Cổ. Về Mông Cổ? Ta không về Mông Cổ, người hãy đi. Tôi không dám cãi lời của dạng thu trường. Nhưng cãi lệnh ta, ngươi nhận lấy cực hình. Kìa, cổ thành xiên. Dạ không, tôi chỉ là tách mà thu trong đoàn quân hồ về Mông Cổ. Ngựa đã yên cương sẵn sàng chờ lính, người đang cúi mặt rưng rưng chờ đợi tiếng đưa. Hầu hạ tiểu thơ và tôi sẽ cổ lo trò một phần cho đến khi tiểu thơ về đến quê hương, tôi mới mong thoát khỏi kiếp tù đài đau khổ.
đời đó,